to me when I touch you like this and I hold you like that. It's so hard to believe, but it's all coming back to me. It's all coming back. It's all coming back to me now. There were moments of gold and there were flashes of light. There were things I'd never do again, but then they always seemed right. There were nights of endless pleasure. We were smothered in your lost love. Các bạn đã nghe Oncon 7FX đồng bộ. Thì con này là cái dòng đời cao rồi. Dòng đời cao thì nó thể hiện rất là nhiều mặt ha. Có USB nè. Loa theo kiểu là màng carbon lõm không mũi. Gân vải xếp hai lớp. Công nghệ thùng loa đời mới Aeroride. Và cái phần kép hỏa tiễn. Và cái N7FX đó, nó cái dòng USB này nó khác như cái dòng N7 mà không có USB nha. Chúng ta dễ phân biệt lắm. Là ở chỗ cái đầu máy. Đầu tiên cái đầu máy con này nó sẽ có kích thước lớn hơn tầm khoảng 1cm so với cái đầu đời trước. Cái thứ hai là cũng là cái kiểu dáng này, nhưng mà cái hậu loa của những cái dòng USB nó sẽ có cái hậu sâu hơn. Con kia tầm khoảng 2cm lận đó nha. Nên nó lấy được cái âm trầm khá là mạnh mẽ. Cái âm trầm cộng hưởng. Thùng loa thể tích nó tăng lên. Lưới loa đầy đủ, tặng kèm điều khiển học. Hôm nay mức giá là 3.600.000, tặng luôn biến áp. Ai không lấy biến áp trừ ra 150.000 nha. Là coi như con này bán kèm điều khiển học, dây nhựa đầy đủ chỉ có 3.450.000 thôi. Tặng kèm biến áp là 3.600.000. Đấy. Có nhiều khách thì mới mua lần đầu hoặc là có một bộ máy rời như vậy để phòng ngủ, phòng làm việc, phòng khách chung cư, phòng trọ, ký túc xá thì có thể kèm theo cái biến áp mà mình tặng á. Cái loại biến áp đó xài cho bộ máy gọn vừa mà cũng tốt ha, có bảo hành cả máy, cả điều khiển và bảo hành luôn cho cái cục biến áp. Và chúng ta đang chơi đĩa CD nha các bạn. Lâu lâu đổi gió với cái đĩa của Celine Dion ở tiếng Anh, tuy nhiên không biết có bị bắt bản quyền hay không. Còn cái USB các bạn gắn vào là chơi thôi, nhạc MP3. Rồi cho con cái học bài nè, rồi nghe kinh kệ rồi. Đó. Nếu mà để quán cà phê, có nhiều khách cũng mua để quán cà phê rồi nên mình cũng đã trao đổi ha. Có nghĩa là để trên cái kệ, ở trên đầu quầy, rồi gắn USB lên, chạy nghe nhạc liêu riêu suốt luôn. Nó không có bị vướng quảng cáo, cũng không phải chỉnh nhiều. Nhiều khi mà muốn qua bài thì lại gặp cái nút này qua bài thôi. Còn nhiều khi là để chạy suốt luôn, vài trăm, vài ngàn bài hát MP3. Đó. Con này thì công suất rất là ổn ha. 70W một loa nè. Đi cùng với cái công nghệ mới nên cái phần công suất thực đó mà nó ra nó cũng lớn hơn những cái dòng Onkyo đời trước. Con này là tiếp tục có một cái phần phía sau là cổng AUX thì quá quen thuộc rồi. Các bạn sẽ kết nối trực tiếp dây này với lại điện thoại, máy tính hoặc là TV. Và các bạn sẽ kết hợp thêm được cái hộp Bluetooth này. 150.000 thôi. Thì các bạn có tính năng Bluetooth 5.0. Rồi, con này thì bán chạy lắm rồi, mình cũng giới thiệu khá là nhiều cho khách kèm mua máy. Gần như là 10 bộ bán hết 9 cái kèm theo 9 cái hộp Bluetooth này. Tăng một tính năng rất là quan trọng. Rồi còn có hai cổng ha, một cổng hai cổng nhận. Rồi một cổng xuất. Cổng xuất này làm cái gì? Đó, nó truyền tín hiệu đầu ra cho một cái âm ly lớn hoặc là âm ly karaoke của các bạn. Sau khi giải mã cổng quang Smart TV nè, nhận vào rồi chơi ra loa từ TV. Rồi tiếp tục nó lại xuất ra tín hiệu out ra cho một cái âm ly khác. Và khi mà các bạn sử dụng USB hoặc là các bạn sử dụng CD, con này nó vẫn xuất tín hiệu này ra. Đấy, có nghĩa là cổng quang nè, cổng USB nè, đĩa CD nè, đó, nó vẫn xuất tín hiệu ra ha. Còn ở đây các bạn sẽ lấy được cổng sub điện nếu các bạn muốn tăng cường âm trầm hoặc là tận dụng sub vi tính. Mà con này thì bản thân nó có âm trầm tốt rồi nên các bạn không cần đâu. Mình nghĩ là cái không gian vừa phải, phòng làm việc, phòng ngủ và phòng khách chung cư, phòng trọ, ký túc xá thì đảm bảo luôn, con này công suất nó sẽ tốt hơn hẳn những cái dàn mini khác.
bởi vì cái công nghệ của nó cũng như là cái thùng loa nó cũng khá là lớn so với phần còn lại. Con này có chiều cao tầm 30 cm các bạn nhé, và hậu loa rất là sâu, cả bộ bề ngang như vậy là tầm 54 cm cho các bạn dễ hình dung. Mặt nhôm, nắp nhôm rất là dày. Tiếp tục với phần âm thanh, mình sẽ kết nối điện thoại nhé các bạn. Các bạn gắn dây trực tiếp như vậy hoặc là các bạn kết nối qua hộp Bluetooth nha. Cổng quang nè, trực tiếp tivi, cổng này rất là được ưa chuộng luôn. Với mức giá phải chăng, ngoại hình đẹp, công suất lớn và có cổng quang giải mã. Rồi CD, hồi nãy rồi, FM, AM. Rồi con này có cổng 3.5 trực tiếp ở phía trước nữa nè. Rồi cổng tai phone nè, gắn vào cho các bạn nghe tai phone. Sau khi đi qua cái đầu này, tất nhiên âm thanh nó sẽ hay hơn, nó sẽ đẩy công suất lên. Cái tai phone, những cái tai phone mắc tiền á, trợ kháng lớn á. Phương Phương Thảo. Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Chỉnh bass treble, super bass. Anh người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thật, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Âm thanh rất là nét. Trép con này trép hỏa tiễn rồi, cái kiểu thiết kế mới nên nó cũng cho cái phần trép rất là cao. Nếu các bạn lên cộng 3, chỉnh trên điều khiển nha các bạn. Cộng 3 ở đây tương ứng với 8 decibel, một thay đổi rất là lớn. Bước nhảy nó khá là rộng. Rồi cái phần super bass, cái dải bass sâu nè. Rồi cái bass cao nè. Đó, các bạn có thể chỉnh tùy theo thể loại nhạc và cái sở thích của mình. Đó, con này bản thân là trép nó đã sáng sẵn rồi. Rồi cái bass của con này thì bass cộng, cái bass của nó rất là tốt, cái độ dịch chuyển rộng do cái màng gân nè, do cái màng loa carbon là không nói rồi ha. Rồi cái gân là gân vải xếp hai lớp nè, gân vải hai lớp nên cái độ dịch chuyển rất rộng sâu nè. Rồi ra nữa, cái độ ra vào rất là rộng nên nó tạo được cái độ đàn hồi của tiếng bass nó tốt lắm. Rồi chơi nhạc điện tử, đồ guitar rumba đồ thì miễn bàn. Con này thì nó rất là đa dụng, chơi cái bài quen thuộc nè, cái bài này mà test rất là nịnh tai. Nó trầm trầm rất là dứt khoát, không có kéo đuôi, đánh tiếng nào rút tiếng đó liền. Đã ghê không các bạn? Quá sướng luôn. Rồi cái cụm này là cụm USB nè, bề ngang nè, USB nè, CD nè, MD nè, chạy tốt hết các bạn ha. Đó, USB. Nó nhớ vị trí chơi các bạn ha. Các bạn tắt máy mở lại thì các bạn đang chơi ở chỗ nào thì nó để lại ngay cái vị trí đó. Và cái âm lượng cũng ngay cái vị trí mà các bạn đã tắt. Modern Teching. $3.600.000 cho một con Onkyo đời cao, đẹp, đồng bộ
và công suất rất là tốt, đảm bảo khi mà các bạn đặt kế những con mini khác thì con này thứ nhất là cái ngoại hình nó nhìn bắt mắt hơn và cái tổng thể nó cũng nhìn lớn hơn, rồi công suất thực tế ra cũng tốt hơn, bởi vì nó có ngoại hình lớn nè, cộng với việc là sử dụng cái công nghệ đời mới, khá là nhiều công nghệ đời mới trên cái loa này, trên cái máy này. Trên cái loa là nhiều nhất, còn trên cái máy là 4 con sò than Senken Toshiba 2 tăng phô nguồn lớn và một cái tăng phô nhỏ dành cho công suất đó. Còn cái công nghệ thùng loa thì là nhiều nhất. Màng carbon này thì các bạn thấy đa phần là nằm trên cái dòng Onkyo đời cao ha. Những cái dòng khác nó còn không có được như vậy đâu. Xuyên suốt luôn, rất là bền. Bền nữa nha, không những là tiếng nó mạnh mẽ mà nó bền nữa. Là gân vải xếp hai lớp. Thùng loa công nghệ mới Aeroride, rồi chép hỏa tiễn. Cái chép này có cái phần chép nó sáng hơn cái chép mũi tròn, chép lụa. Cái tiếng của nó chỉnh lên thì nó lên ở cái ngưỡng chép cao tới 100 kHz, đó là theo cái thông báo của nhà sản xuất. Đó. Thùng loa thì 70W một loa và nặng tới 3,7 kg mỗi loa các bạn ha. Các bạn cứ cân thoải mái đi. Rồi cân size mình đền cho. Rồi kèm điều khiển học nè. Tặng luôn biến áp với mức giá là 3.600.000 nha, ship code toàn quốc. Đặt cọc 500.000. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi Onkyo N7FX đời cao USB. Chạy tốt với tất cả các tính năng.